kẹo có ngon không hả à? Em bé cá chứ cá cá à, các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Vùng Cao. Và ngày hôm nay Chuyện Vùng Cao lại tiếp tục quay trở lại trong thôn Sán Trồ để vào trong nhà của em Mỹ 16 tuổi, bàn giao số tiền bàn giao một phần thôi. Đấy, một phần số tiền mà bên nhóm thiện nguyện của chị Hằng á hỗ trợ để giúp gia đình em Mỹ xây một cái nhà tắm kết hợp với lại cái nhà vệ sinh mọi người nhé. Đấy thì hôm nay thì Chuyện Vùng Cao cũng đến ngay đầu nhà của cô bé Mỹ rồi. Bây giờ mời mọi người chúng ta cùng nhau vào trong nhà Mỹ để gặp Mỹ. Mỹ ơi, có nhà không? Nay vào trong nhà Mỹ thì cả bố Mỹ cũng có mặt ở nhà mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay vào đây thì đúng lúc Mỹ đang làm bánh. Bánh này gọi là bánh gì? Người Mông gọi là bánh gì ở Mỹ? Không biết à? Ở ngoài thị trấn ấy, theo cách gọi của khách du lịch thì người ta gọi là bánh đá. Đây giới thiệu với mọi người. Đây là cái bánh đá mọi người nhé. Bánh này thì có rất nhiều cách làm. Thì bình thường thì là nhà mình hay nướng như này à Mỹ? Đấy, ngoài cách nướng lên để ăn ấy thì bánh đá này còn có một cách để mà làm nữa, đó là thái thái thành sợi mọi người ạ, thái thành miếng thành sợi nhỏ ấy, để đun lên. Đấy, đun lên chan nước đường giống như là bánh trôi. Và ngoài ra thì cũng có thể dùng để ăn với lẩu mọi người nhé. Sáng nay có đi làm không hay là chỉ ở nhà thôi Mỹ? Dạ, sáng nay cháu đi nương về. Sáng lên nương à? Vâng. Sáng đã lên nương rồi. Ngày hôm nay lạnh. Sáng đi thì cũng lạnh lắm nhỉ? Vâng, sáng nay cháu lên nó có mưa phù. À, lúc sáng lên là còn có cả mưa. Vâng. Đến lúc sáng chú vào thì là cũng tạnh mưa chú mới vào. Em Hờ, em Súng với lại Nô đi học hết à Mỹ? Vâng. Thế là sáng nay mấy em là cháu đưa đi hay là các em khác đi? Sáng nay bố đưa đi à? À, sáng sáng là bố đưa đi, vâng. Còn Mỹ thì đi lên nương. Sáng đi lên nương lấy cỏ hay là đi đi làm gì? Hồi trước cháu đi vắt nương rồi, cháu đi đốt mấy cái cỏ, mấy cái gì nhỉ? Đốt cái rác đúng không? Vâng. Hôm trước là cháu đi lên lên phát cỏ rồi. Vâng. Khô, hôm nay khô lại thì mình đốt đi đúng không? Vâng. Nhà mình bao giờ thì mới trồng ngô? Cháu không có biết nữa. Chắc phải đợi trời mưa đúng không? Các bạn thân mến thì ở trên vùng cao này thì bây giờ thì bắt đầu bước vào vụ mùa mới rồi. Thì bà con đang chuẩn bị phân bón như là giống để chuẩn bị một mùa vụ mới rồi. Nhưng mà để mà có một cái vụ mùa mới ấy, thì bà con cũng đang ngóng chờ những cái đợt mưa đầu tiên của năm. Đấy, bây giờ là phải trời mưa thì bà con mới đi cày được. Bởi vì hiện tại ấy, thì đất nó rất là cứng. Bà con phải đợi những cái cơn mưa đầu mùa, những cái hạt mưa đầu mùa để cho cái đất nó được mềm ấy. Thì lúc đó thì cái con trâu ấy thì mới đi cày được, mới cày dế được. Bánh này bây giờ nướng lên như thế không có chấm với cái gì không hay là ăn không? Dạ không thôi. Ăn không à? Vâng. Nhiều người người ta có mật ong, người ta chấm với mật ong ngon mà đúng không? Dạ vâng. Cháu cũng ít ăn nên cháu không biết. Nhà Mỹ cũng ít ăn bánh này đúng không? Vâng. Mỗi lần ăn là chỉ nướng lên rồi là chấm bình thường thôi đúng không? Vâng.
Mỉ bảo anh vừa đi giúp chú Cho chở phân lên nương à? Nhật quá mù, nó tới mình cho gì sẽ thông với chim. À, chở gần hết chưa? Chưa. Vẫn còn à? Thế à, nếu bây giờ mà chở lên nương như vậy thì chở mấy ngày mới xong? Hôm nay là xong. À, một ngày thôi. Mấy chuyến nữa là xong. À, nương đấy có xa không anh? Nó có ở dưới sau này phải đi vùng qua cái làng bên kia rồi mới đi. À, thế là cái nương là tiết dưới cái thung lũng ở trước cửa nhà này á? Vâng. À, đi nếu mà đi xuống đấy phải đi vòng, vòng qua làng bên kia. Đi ở vâng đi xe thì phải đi qua làng bên kia, còn nếu mà đi bộ thì đi đường bên này, này trước đường, trước cửa. Đường chỗ cái vườn rau nhà mình đây đúng không? Dạ, đây trước cửa. Cái đường trước cửa này. À, bên quả núi bên kia. À vâng, rồi xưa xưa. Thế là cũng là xa đấy nhỉ. Vâng, đi xuống dưới đây cũng xa. Đi bộ xa, đi mà mệt lắm đúng không? Bánh ngon nhỉ, nhưng mà hình như là mình để lâu quá nó hơi bị chua đúng không? Đúng rồi. Vâng. Để lâu nó thố ra nó không ngon rồi. À. Nhưng mà cái như này là vẫn ăn được đúng không? Vâng. Nó hơi có mùi chua rồi. Ừ. À, bánh này hôm trước nói chuyện là mua về hay là đi làm về? Tự nấu à? Hôm trước nói chuyện thì chú quên mất. Cái này là làm bằng bột gạo hay bột gì anh nhỉ? Gạo. Gạo nếp ấy, gạo nếp hay gạo tẻ? Đấy nè. Vâng. Tẻ đó. Gạo tẻ. Gạo nếp chân nó. À. Có cái phần này nướng nó giòn giòn nhỉ. Nướng ăn giòn giòn nó thơm mùi gạo. Đây là làm để ăn Tết bây giờ là vẫn còn đúng không? Không hiểu à? Thế mình nói chuyện với bố là hôm trước nói chuyện với lại các anh thợ thì là người ta tiền chia là cho nhà mấy đồ trên thảo chị tâm. Chị tâm à? Bố tìm được rồi. Tìm được rồi đúng không? Nhà thợ người ta là lấy bao nhiêu tiền công? Nên du han tàu chia? 6 triệu. 6 triệu à? À. 6 triệu. Em bây giờ thì là cái tiền quý mà mọi người gửi cho em thì có 14 triệu thôi. 14 triệu thì em liên hệ bên chỗ cái nhà cung cấp ấy thì người ta bán cái tách nước 1.200 lít thì là đã là 1 triệu 8 rồi. Thì bây giờ còn thừa 12 triệu đấy. 12 triệu mà cái tiền công nó mất 6 triệu rồi. Thế bây giờ còn lại có 6 triệu thì có đủ tiền để làm không? Không đủ đâu. Không đủ à? Không đủ thì bây giờ quý thì chỉ có bằng vậy thôi. Thì anh tính như nào? Đây chú xin. À, có nghĩa là tất cả phải 15 16 triệu mới đủ ấy. À. Bao. Thì là xi bây giờ là bao tiền một tấn? Một bao là 80.000. Một bao 80.000 là 1 triệu 6 đúng không? 2 triệu. À. Cát đúng không? Xua là cát đúng không? Vâng. Cát xây. Cát thì là chắc là một xe. Một xe thì phải mua thêm cả sắt nữa. Sắt là đổ một sàn đấy chứ anh đổ mái không? Đổ cả mái trên à? À, nhưng mà theo cái phương án của mọi người đề ra thì là lợp bô lô xi măng thôi. Thì bây giờ mình làm cái mái trên thì tiền công người ta bảo lấy 6 triệu thì cũng là đúng thôi, bởi vì là phải đổ hai sàn, cái sàn bên dưới và một cái sàn bên trên. Thì, tiền công vậy là đúng. Nhưng mà cái tiền quý thì em nói rõ đấy, thì em nói rõ đây có tất cả mọi người khán giả, thì em nói rõ là
tiền quý mà các bác ấy góp lại ủng hộ ấy, thì bao gồm cả cái tiền của bác Quang thì là 14 triệu anh nhá. Các bạn thân mến, Chuyện Vùng Cao hiện nay đang ngồi cùng anh Ná, thì qua đây Chuyện Vùng Cao cũng xin thông báo đến mọi người cái số tiền mà Chuyện Vùng Cao hiện nay đang nhận từ nhóm thiện nguyện của chị Hằng, đấy, mẹ nuôi của mình ấy. Số tiền là 14.160.000 để làm nhà tắm kết hợp với lại nhà vệ sinh luôn. Đấy, 14.160.000, thì trong đó có 4 triệu là của bác Quang. Đấy, còn lại thì là của các bác ở trong nhóm thiện nguyện của chị Hằng. Thì hôm nay thì Chuyện Vùng Cao cũng sẽ gửi đến anh Ná, bố của mì, một phần số tiền đấy, đó là 4 triệu trước. Em sẽ gửi 4 triệu trước nhá. Đây là 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, đấy, 4 triệu. Đây là 4 triệu để làm nhà vệ sinh. Thì ngoài 4 triệu này ra thì vừa rồi á, thì có bà Cúc. Bà Cúc cũng liên hệ với Mỹ rồi đúng không? Vâng. Đấy, bà Cúc thì liên hệ với Mỹ để gửi đến Mỹ số tiền là 2 triệu rưỡi. Thì bà cũng nói rõ rồi là số tiền này đưa cho Mỹ thì cũng phải đưa trước mặt bố của Mỹ. Đây, đấy là đủ 4 triệu cho anh, anh đếm lại không? Đủ chưa? Đấy, đây là số tiền bà Cúc gửi này. 1 triệu, 2 triệu. Đấy, 2 triệu ấy kẹp trong đấy đúng không? Vâng. Tưởng đâu đếm lại nào. Đấy là 2 triệu đúng không? Đấy, 2 triệu dưới này. Đấy là tiền bà Cúc gửi nhá. Mỉ hỏi bố ấy, hỏi bố là vật liệu thì bố mua ở đâu? Chắc là thì do thầy mua ở Đồng Văn. Chở tận Đồng Văn về à? Ở trong Lũng Táo có mà anh. Lũng Táo có đấy, Lũng Táo về đây thì nó gần hơn. Anh hỏi xem nếu mà được thì mua cát với lại xi măng ở Lũng Táo. Cát này địa có. Dạ? Tốt. Cái cát này tốt thì được. Ở trong Lũng Táo được. Trước em xây cái nhà ở trong Ma Xí cái gì là cũng mua ở Lũng Táo. Nó đắt hơn một tí thôi, nó không đắt nhiều đâu, anh hỏi đấy xem. Đấy, cả xi măng cả sắt cát các thứ là ở trong Lũng Táo có hết. Thì hôm vừa rồi bà Cúc sợ trời mưa. Vâng, đấy, như anh Ná nói ấy mọi người ạ, là sẽ ngày mai tranh thủ làm luôn, nếu mà không mưa thì sẽ chở vật liệu về để làm cái nhà tắm luôn. Thì còn Mỹ thì hôm trước bà Cúc liên hệ với cháu rồi đúng không? Vâng. Bà gửi tiền thì bà cũng dặn là mua những cái gì rồi đúng không? Vâng, vâng. Cháu cảm ơn bà rất là nhiều, bà đã cho tiền cháu, bảo cháu mua một bao gạo gì và mua gà luôn các thứ. Bà dặn cháu hết rồi. Vâng, và cháu cũng cảm ơn mẹ Hà và các bác rất nhiều đã quan tâm cháu, đã quan tâm gia đình cháu và xây cho cháu nhà cháu cái nhà tá, nhà vệ sinh ạ. Cháu cảm ơn mẹ Hà và các bác rất là nhiều ạ. Đấy. Thì ngày mai sẽ làm luôn rồi. Em Mỹ cũng nhớ là đi mua đồ như bà Cúc dặn nhá. Dạ vâng. Đấy, còn cái bồn nước anh Ná thì mai hoặc là ngày kia em cũng chưa gió đâu, bởi vì là hôm tới thì em phải chuyển giường tủ các thứ vào cho nhà anh xuống, thì em sẽ chở luôn một cái bồn nước. Thế mọi người cũng dặn là trong số tiền 14 triệu đấy sẽ trích ra 1.8 triệu để mua một cái bồn nước inox ấy, bồn nước 1.200 lít là 1.8 triệu để gia đình mình sử dụng anh nhá. Đấy, các bạn thân mến, ngày hôm nay vào trong nhà Mỹ thì cũng đã gặp được anh Ná, bố của Mỹ rồi, cũng như là Mỹ, để bàn giao một phần số tiền để làm nhà vệ sinh, cũng như là tiền của bà Cúc gửi cho Mỹ để mua sắm. Đấy, thì Chuyện Vùng Cao ngày hôm nay cũng xin phép kết thúc video tại đây mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chuyện Vùng Cao, cũng như là luôn quan tâm đến Mỹ và gia đình Mỹ. Thì video này Chuyện Vùng Cao xin phép kết thúc tại đây, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của Chuyện Vùng Cao. Xin chào mọi người.